Chào các bạn trở lại, Hải Toàn kính chúc các bạn tâm thân an lạc. Vận mệnh thay đổi như thời tiết, thoáng hợp rồi lại tan. Vâng, mệnh thì bất biến, vận thì luôn chuyển biến. Tốt có thể tốt hơn và kém cũng có thể kém hơn. Vì chúng ta bị âm dương chi phối, lệ thuộc vào nhân quả đã tạo trước kia. Video ngắn này xin đề cập 3 tháng 7, 8, 9 âm lịch, nhằm tháng 8, 9, 10 dương lịch. Nêu vài mật mã căn bản, điều chính yếu mong chư vị phát tâm nghĩ lành làm lành tự gia hộ cho chính mình trước khi nhờ ơn trên gia hộ. Xét theo mệnh lý bát tự tứ trụ, các bạn cần biết mệnh ngày sinh và dụng thần mệnh khuyết để xem và dễ hiểu hơn. Mời các bạn nhìn vào hình minh họa để tự tra bát tự của mình. Mệnh ngày sinh bao gồm 10 thiên can, ví dụ Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, là hạt giống của tứ trụ. Biết tháng sinh để chọn dụng thần mệnh khuyết. Giả dụ người sinh tháng Dần, Mão thì khuyết Kim, người sinh tháng Tỵ, Ngọ, Mùi thì khuyết Thủy. Khuyết tức là thiếu. Người sinh tháng Thân, Dậu là thiếu Mộc. Người sinh tháng Hợi, Tý, Sửu là thiếu Hỏa. Những người sinh tháng Thìn và Tuất cần xét cả lá số. Mời các bạn xem qua vận 3 tháng 7, 8, 9 năm 2023 âm lịch. Tháng Canh Thân là tháng 7 âm lịch, nhằm giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 dương lịch, tiết khí lập thu. 3 tuổi Dần, Ngọ, Tuất sẽ hành sao dịch mã tại thân. 3 tuổi này hành sao dịch mã cơ hội đi xa, du lịch, xuất ngoại. Dịch mã chủ về biến động. Dịch mã còn đại diện cho thay đổi công việc hoặc chỗ ở. Thông thường, mật mã của năm dễ ứng nghiệm hơn mật mã theo tháng. Giả dụ năm Mão 3 tuổi, Dần, Ngọ, Tuất có sao hành trì, chủ về duyên ăn nói, gặp gỡ và cả đào hoa. Những ai sinh mệnh ngày Đinh hành hỏa âm, gặp tháng Canh Thân là gặp chính tài, là nguồn tài lộc chính đáng. Tiếp theo, người sinh ngày Canh hành Kim Dương, gặp chữ Thân là có mật mã lộc thần, chủ về cơ hội tài lộc bất ngờ. Tháng Canh Thân ngũ hành do Kim quản, tốt với người sinh mùa xuân dư mộc khuyết Kim. Tiết khí lập thu Kim vượng, không tốt với người sinh vào mùa thu. Mời các bạn vào một tra lá số để xem tứ trụ của mình. Kế đến tháng Tân Dậu là tháng 8 âm lịch, nhằm giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 dương lịch, tiết khí bạch lộ. Mệnh sinh ngày Bính hành hỏa dương, gặp tháng Tân Dậu là gặp chính tài, là tháng có tiền. Mệnh sinh ngày Tân hành Kim âm, gặp tháng Dậu là có mật mã lộc thần, chủ về tiền tài bất ngờ. 3 tuổi Thân, Tý, Thìn vào tháng Dậu có sao hành trì. Nếu đã có tình yêu thì thêm nồng ấm, người chưa có tình yêu có cơ duyên kết duyên mới. Hàm trì chủ về tình cảm, lãng mạn, duyên ăn nói và gặp gỡ. Thông thường, người làm nghề dịch vụ có thể tự kích sao hàm trì, giúp thêm nhiều nhân duyên và duyên ăn nói. Tháng Tân Dậu, ngũ hành do Kim quản, tốt với người sinh mùa xuân dư mộc khuyết Kim. Người vốn dư Kim thì cẩn thận xe cộ dao kéo, vì thời điểm này Kim rất vượng. Người dư Kim thường sinh vào các tháng Thân và Dậu, vào 3 tháng 8, 9, 10 dương lịch. Tiết khí bạch lộ giữa mùa thu Kim vượng, mệnh dư Kim cẩn thận giao kéo và nơi có nhiều kim loại. Năm Mão tháng Dậu đa phần không tốt với người tuổi Mão sinh mùa thu. Mời các bạn vào một tra lá số xem tứ trụ của mình. Tháng Nhâm Tuất là tháng 9 âm lịch, nhằm giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 dương lịch, tiết khí hàn lộ. Mệnh sinh ngày Ất hành Mộc âm và sinh ngày Kỷ hành Thổ âm, gặp tháng Nhâm Tuất là cơ hội tiền bạc. Tuất vốn là hỏa khố, tức kho hỏa, tốt với người thiếu hỏa. 3 tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp tháng Tuất là có sao hoa cái. Theo thần sát, hoa cái nói về khi hoàng đế xuất tuần, thái giám mang một chiếc lọng quý giống như chiếc ô để che cho vua ngồi. Hoa cái có uy lực lớn, tốt với nam giới.
Hoa cái đại diện cho tài hoa thành tựu, với nữ gặp sau này tính tình cực đoan thẳng thắn, dễ cô đơn. Mời các bạn vào một tra lá số xem tứ trụ của mình. Hải Toàn vừa nêu vài mật mã 3 tháng 7-8-9 âm lịch. Mỗi tháng có những mật mã tùy theo sinh thần bát tự mỗi người, nhưng không thể ứng nghiệm như theo mỗi năm. 3 tháng 7-8-9 âm lịch nhằm tháng Thân, Dậu, Tuất, thuận với người thiếu kim sinh vào mùa xuân. Tuy nhiên năm Quý Mão do thủy và mộc quản, những ai sinh mùa xuân bất lợi cả năm, mỗi tháng chỉ là phụ. Vận hạn của con người thay đổi theo chu kỳ 5 hoặc 10 năm, mỗi 10 năm là một đại vận. Các bạn hãy thử kiểm nghiệm lại trong quá khứ. Dù các bạn đang theo phương pháp nào trong cuộc sống, nỗ lực trong cuộc sống, học thật nhiều, thêm nhiều kiến thức và cả cúng bái thần Phật, các bạn phải nhất định nghe giảng kinh và hành thiền. Việc đọc kinh không như nghe giảng kinh, lợi ích không thể nghĩ bàn. Bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là một bộ kinh không thể bỏ qua. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.